Các bạn ơi, đoạn này em đang bắt đầu đi vào chỗ con gà rừng đang gáy các bác nhé. Em bắt đầu tiếp cận dần. Xong rồi vào đến nơi em sẽ đi vào tiếp cận nhưng mà không ghi không không quay được các bác nhé. Không không đủ ánh sáng để quay thấy con gà được. Vì bây giờ đang tối quá. Em di chuyển vào gần đến nơi xong rồi em vẫn để quay, xong để chỉ nghe được tiếng bem với lại lúc con gà nó rụng rồi các bác nhé. Các bác cùng theo dõi nhé, theo chân em tiếp cận con gà này. Giờ em bắt đầu đi vào các bác này, em đang đi vào thì em không 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 nói được nữa các bác nhé. Em chỉ đi vào đến chỗ con gà rồi em bem thôi. Giờ mà vào gần nó mà nói chuyện thì chắc là nó bay mất các bạn. Các bạn thông cảm nhé.
nó ngon nha anh em nhé. Đang phát thì về ngay chỗ mình ngồi luôn. Đây, máy vẫn đang quay, các bác vẫn nghe bịch phát, nghe nổ đố phát xuống thật các bạn. Đây, giờ vẫn đang tối nhá. Đây, nghe em không quay được bởi vì nó tối quá, rừng rừng keo này tối quá này. Đây, em ra quay ra phía ngoài này. Phía ngoài nó sáng hơn. Đây, quạt của em này. Em phải dơ sang chiều này thì mới thấy được. Đây, đây nha các bạn nhé. Rồi, hôm nay lại làm một em nữa. Em này, ô, em này gà tơ các bạn. Hèn gì gáy rõ sớm. Mọi hôm đi qua thấy gáy rõ sớm, thế là hôm nay em vào từ 4 giờ vào để rình xem em nó. Thế là hôm nay vào gặp may mắn các bạn. Các bạn yêu mến thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhé. Em có động lực ra nhiều video hơn nữa. Rồi, em ra kia để nó sáng sáng nữa em quay lại. Giờ đang tối quá. Em gác tạm củi vào đây rồi quay một đoạn ở đây xem nó thế nào đấy. Không, đang tối thật đấy chứ. Đây các bác này, đây mình ngồi đây nhá. Em này thì tơ thôi này. Ôi, máy rung quá, máy rung thật. Đây cựa mới nhú nhá các bác nhé. Thôi máy tối quá, em sẽ quay lại cho các bác xem sau nhé. Em sang một em bên này nữa thì em chào các bác nhé. Em vừa lên bên kia nữa nhưng mà em đấy nó trời nó sáng quá. Máy vẫn rung. Trời nó sáng thế này rồi nên là em đang ngắm bem thì nó xuống cây mất. Xuống cây mất thế là không bem được các bạn. Mà đồi núi này xuống cây thì khỏi phải bem luôn. Trừ khi nó ở chỗ nào bằng bằng mà mình cái tầm nhìn của mình nhìn thấy, mà nhìn qua kính thấy. Cái con vừa rồi đây là nó hơi ở rộng nên là em ngắm mãi không thấy đâu. Thế là anh ta phi xuống dưới đất mất. Thế là anh đấy không được. Thành quả hôm nay của em vừa rồi em bắn ấy. Đấy là em này nha. Em xuyên ức đây. Đâu nhỉ? Cái lỗ nó vào đây các bạn này. Đấy, lỗ nó vào nha. Lỗ nó ra chắc ở bên trên này. Bởi vì nó đối diện với mình. À, nó quay mặt lại mình, nó quay mặt sang bên mình nha con này. Đây, nhìn đẹp phết. Em này thì đang mới lớn, gọi như là gà này gà một năm thôi, cửa bé tí này. Máy mở thế nhỉ? Rồi, đây, cửa được một phân. Non lắm, non nên là anh ta ngu lắm, mình tiếp cận thì chả thấy động đậy gì, cứ thế là đứng gáy hoài thì làm phát nó ở trên đồi, nó ở bên trên mình, thế là mình làm phát vào ức, thế là phi xuống ngay chỗ mình ngồi luôn, mình đón đầu luôn. Con này là không phải đi nhặt này, hôm trước đi mất một em các bạn, em bém trúng nhưng mà nó cũng cái kiểu dạng là nó vừa phi ở trên vừa bay xuống dưới đằng bên dưới núi này, bên dưới, từ đỉnh đồi xuống dưới chân đồi ấy. Thế là nó bay mất, không phải là nó bay mất mà nó bay xuống hướng đấy, nhưng mà nó kiểu nó bay lên được khỏi ngọn cây phát là nó lao đi được một đoạn nên là lao xuống dốc, nó kiểu có đà hay sao ấy, thế là nó bay phát xuống dưới khe luôn, thế là mình không tìm thấy nó. Con đấy chắc là mất rồi, con đấy chết không được ăn ạ. Rất tiếc con đấy chắc cũng già rồi. Con này thì đang non, con này thịt thì mềm hơn, con già thì thịt nó dai hơn.
Nói chung là được cái con gà tơ như này thì nó non non như thế này thì ăn nó mềm thịt hơn. Ăn cảm giác thích hơn. Nó vừa vừa, nó già quá thì dai, nó thật là già quá thì dai. Mà gà dai thì nhiều bà lại thích, nhiều nhiều bác lại thích. Em thì nói chung là gà nào cũng được, miễn là được. Dai hay là bỡ cũng được. Nhưng mà miễn là đồ chất lượng các bác nhé. Đây, củi lửa. Thôi, em quay đến đây thôi. Em chào các bác nhé. Hẹn các bác video tiếp theo. Các bác yêu mến thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để em có động lực ra nhiều video hơn nữa các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều. Kính chào toàn thể các bác nhé.